Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khả nè mọi. Và mới bắt đầu ngày hôm nay thì đã chính thức mở ra event quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 nè. Khả chưa ăn là Khả đang nằm trên top 10 á. Khả chưa ăn hết là đâm ra cho nó thọ nè mọi. Bây giờ thì Khả bắt đầu Khả ăn event đã up cấp lại top 10 nha nè. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng trở qua xem sơ qua cái thông tin event mùa này thì nó có gì thay đổi không nha nè. Mùa này thì chúng ta sẽ vẫn ép ở khu vực là Tương Dương trung tâm các thành thị. Kèo dâu này là Evan cây cái này là Evan chanh quái ra là mình cắn luôn nè. Cái này là 60 phút rồi, cái đây online, cái đây nhận lại tiếp được khả với khả nhận. Đây là kẹo nho là 300 điểm trên tốn kim trên một cái là 1000 cái là tốn 300k điểm. Ok, cái đó bữa nay mùa năm sau rồi. Cái này Evan tiền vàng nè, Evan tiền vàng là 5 vàng kèm với 100 điểm tích lũy là một tốn 1000 cá sẽ tốn 100k điểm tống kim. Và em bình xô này hôm nay khai sẽ ăn cái bình xô như nào, hôm nay khai sẽ ăn cái bình xô nha. Ăn bình xô thì sẽ tốn là giá 7 xô và kèm với 100 điểm tích lũy là khoảng 100k điểm tống kim. Nó vừa rồi khai mua 100k điểm tống kim khoảng 800 xô nha, thì tính ra em bình này hết khoảng là 7 kim 8 như nào, 7 kim 8. Rồi cái này là em tốt cái nhà văn hỏi mà tiền vàng được 3 tỷ này. Cái này khai chưa ăn nha mày, từ từ ăn nha, chưa ăn nha. Tiền vàng được 3 tỷ này, phần thưởng khi đặt móc. Ồ, khi đặt móc 3 tỷ sẽ được tặng thêm 2 tỷ nữa nè mà. Được tặng thêm 2 tỷ kinh nghiệm nữa. Ngon nha. Phần thưởng 300 người đặt móc đầu tiên sẽ được tặng 3 triệu. Ồ. 3 triệu 3 tỷ kinh nghiệm nữa. Ồ, môn này kinh nghiệm nhiều quá trời luôn em ơi. Ồ, có tính ra kinh nghiệm nhiều quá chứ. Mát là được 3 tỷ rồi, sau khi phần thưởng là móc 3 tỷ thì được thêm 2 tỷ là 7 tỷ. Kèm với cái này 3 tỷ là 10 tỷ. Ồ, các bạn mua này 10 tỷ luôn em. 10 tỷ kinh nghiệm. Rồi, ok, cái bình xô được gì vậy? Cái bình xô thì được 5 tỷ nè mà. Cái bình xô 1000 cá thì được 5 tỷ. Một cá trung bình là 5 triệu nè. Thì anh full sẽ được 5 tỷ. 5 tỷ ra cái gì? Bông hoa, bông hoa là bánh pháo hoa nè. Đây đây, bảo rương trong phôi. Trong bị tím, hiện tinh 1, 2, 3. Mạnh mất rương tiểu ma, vẫn có tiểu ma là sao này? Ồ, hiệp túi phổ hiệp cốt định bài bot quyển tập này dùng loại ghép đường nội sơ sự kiện ngô thần vé số quế cửu nghèo hồi lô kẹo sữa sữa này là vật phẩm đồ tập ban này là kẹo hồi lô cá nhân thiệp thiếu nhi hiệp tiềm năng và kỹ năng thì tinh tinh hồng duyên tức là hán và nhiệt tiền hồi lô quế cửu suy đề thiên sơn đại lực. Ô, nó cũng không khác như mùa trước nữa mà. Sau khi đạt được 1000 cá sẽ nhận được thêm 2 tỷ kinh nghiệm nha nè. 2 tỷ kinh nghiệm là mùa này được 7 tỷ kinh nghiệm nha. Phần thưởng quyết định thêm là 2 tỷ kinh nghiệm là 7 tỷ nè. Rồi. Sẽ được hình xuôi tiếp họ tên tiếp bình tiếp họ tên tiếp bình tinh. Ngôi sao may mắn. Ồ, ngôi sao may mắn, trong ngôi sao may mắn thì sẽ có giáng sao bào 5 ngày nè. Rồi kim cương bào 5 ngày nha. Hình tinh, ngẫu nhiên ngôi sao được bào của xanh, ngẫu nhiên hình tinh 1, 2, 3. Thôi, thì ok. Có ngôi sao may mắn này hình hình ra phi phong này nè mà. Coi nó hơn ra miếng phong ba trận đơn trận đơn càng khôn 15 ngày rồi ngựa đánh cả hai giới hạn hai quả nhân vật không phải thiếu nhi rồi may mắn hơn thưởng thời lộc cuồng nộ sử dụng tăng cấp 80 này. Cái này cái đặc biệt hơn là có cuốn bí quyết kỹ năng 120 hoặc là đài thành 120 nè mọi. Đó, cái lạ ở đây là có thêm bí kiếp 120 và đài thành nè mọi. Ồ, ra cuốn đài thành là cắn phát là lên mắt 20 luôn, 20 skill 120 luôn nè. Rồi là bài kiếp tuyệt chọn là bài boss chiến mã thế giới level sáng. Ok, sau khi mắt thì có dòng sáng này nè. Thêm được 500 sinh lực và thuộc tính vòng sáng kháng cảnh 5. Rồi ok, tương đó là có thêm cái bí kíp 120 khá là hay nè mà. Ok, giờ chúng ta cùng ăn thử như thế nào nha. Khu nhà Nam ơi. Ok, trước khi ăn thử cánh may mắn ạ. May mắn rồi, may mắn rồi. Rồi, 4 thử nó ra ví dụ nha. Vui nè. Anh em đang theo dõi anh Evan mùng 1 tháng 5 6 này. Cho Khải một lại chia sẻ ủng hộ cho Nam ơi. Quốc tế thiếu nhi, kèo bạc ha. Vui. Cá nhân văn hội, cá nhân văn hội. Anh Evan rồi đó. Tiền thổ lộ tiểu ma, giờ mà còn tiểu ma chín thanh hồng có thật kỹ năng tiềm năng này. Hiện hôm qua thằng anh được một cuốn tiềm năng 5 điểm rồi, giờ thiếu một cuốn tiềm năng 5 điểm với lại 2 kỹ năng nữa là đủ bộ mùa này.
cứ một mùa mình sẽ mua hai kỹ năng và hai tiềm năng cánh cho nó. Còn không thì mình sẽ anh Hansu được có một đứa không? Một viên thủy tinh, một túi phổ hiệp cốt nhu tình 120. Thiết là hám, hám cánh luôn. Này mình chịu khó anh bình lại, nó sẽ lên là hạng rồi đây. Thiết là hám, thiết là hám quá chậm. Sư độ quá tửu. Một lần bài bot. Một lần bài bot nữa. Hai lần bài bot. Không qua lần bài bot của nào bên em chơi nè mà. 3, 4 con rồi, 4 lần bài bot rồi. Một ngọc lục thần swoop cho là cái gì? À, gần mát rồi nè mày, còn 400 cái nữa. Phần lưng độ tiểu ma ba. Không có kỹ năng tiềm năng luôn á. Chưa thấy ra nè mày. Tiền thống độ 300 cái nữa. 22 hộp quà thiếu nhi rồi. Tinh hồng thế là hám. Tinh hồng 200 cá nữa em ơi. Một thiệp 5 tiềm năng, ok. Oh, 100 mấy cá nữa em ơi. Tinh hồng nhiều nha. Em tinh hồng nhiều á. 7 bông rồi. 118 nữa. Này mặc định 5 tỷ sau khi max sẽ được thêm 2 tỷ nên thành 7 tỷ nữa nè. 7 tỷ kinh nghiệm. Rồi 2 con máy cá nữa. Có vẻ không có đồ gì nhiều nha. Trời ơi, toàn tinh hồng này nọ không. Ok, rồi khả cho xe lên nó xem rồi. Cảm giác không được nhiều cho lắm. Cho người mình. Còn 10 cái kẹo nữa nên mình làm full như này. Rồi khả cho chóng rường à. Chọc rường quá. Khả cho chóng rường à. Tính ra lời lỗ rồi, 7 kim 8 nên được gì đây. À, cho anh em xem nha. Mấy bên tiền thua lỗ này 5 xu thôi em ơi. 5 xu quốc quang bên này, tới giờ tính xong. Mấy bên. Rồi, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 15 bên cho 300 xu rồi. Tinh hồng của thạch là 50 xu. 300 xu với 5 viên là 550. Bot 50 xu như này. 550 này mấy con. Này 4 con là 750. Mấy con này 100 xu con cuối nữa. 1 kim 50 xu. Đúng một viên thủy tinh rồi mà. Ồ. 1 kim 2 đây, kim 2 50. Mình quá tủ đại này. Cho kim 2 50. Mảnh này 200 xu, kim 4 50. Rồi lỗ rồi. Này 100 xu nữa nè mày. Kim rưỡi. Đừng kim rưỡi nè mày. Ok. Rẻ vài đó. À quên đi chứ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13. Đúng rồi, 15, có 75 xu rồi em ơi. Tính ra được thu hết tổng này được khoảng kim em ơi. 5 xu bình lộn, em tính lộn là 15 đó. Nhiều này được khoảng kim luôn em ơi. Lộ. Xong. Lỗ rồi. Rồi, cuối tiết em ơi. Cái này được 100 xu nữa, cánh này. Kim 1 này. À, lộ quá. 10 cái cuối cùng rồi. Ồ, có một viên hiền tinh này em ơi. Bú không, bờ không. Hiền tinh mấy.
chưa mang tên một nữa mày, đâu đầu tên một không có tiền nữa mày. Ui, đại thần gì không có luôn, không có cuốn bí kíp 90 luôn. Ô, ủa sao nó mình không có cuốn bí kíp 120 nào ta? Ô đen dữ vậy, vãi lên. Ủa kia mặc định có sao không thấy cái nào có chợ coi. Ờ là bài bí kíp sao tin mà sao má mình anh, má bọn nó anh kín đồ mình anh gì không có luôn nè mày. Vãi cả nồi coi. Đúng má vãi liền coi. Vãi chứ. Trời ơi đồ má con anh full full mình anh đâu coi. Không mấy chồng à. Vãi lộ. Họ sợ thiệt liền rồi má lỗ vãi đấy. Chịu á. Má nhỏ vãi cả trường. Ok, nãy đường kim nè, này cho 50 xu cái là 3,5 là kim 3. Diêm thủy tinh này 250 đây. Kim rưỡi. Cái này 50 xu, kim 6. Cái này đó từ tính sau, cái này chắc vài trăm xu cuối luôn. Thiên quân thương pháp, quất luôn, sót luôn. Tôi biết chốt, tí kiếp hình xu em nè. À, ra không, nào ơi, mình lỗ đây ơi. Rương nhỉ, xong bánh này vứt luôn. Đường cục sinh lực 200 nè. Con boss này được 150 xu nè. Con này được 300 xu nè. Còn 2 kim nè, đó 2 kim. Rồi càng không được 300 xu là 2 kim 3. 2 kim 3. Rồi rương gốc nhu tình cho 700 xu nữa là 3 kim nè. Ui. Dây chiền. Ô được được 540 được đấy. 140 này có tiền rồi mà. À, tính ra thu được 3 kim rồi mà. 3 kim nhờ khai mở chữ nha. Nhờ khai mở chữ thì lý gì nha. Mở chữ nè. Quốc tớ thiếu nhi nè mà. Mở chữ nè. Cắn nè. Cắn lấy kinh nghiệm nè. Ồ má, người ta ăn full chữ. Mình ăn không có gì nè. Số nhỏ số nhỏ. Rồi chung mình thu được 3 kim thôi mày. Nói chung là lộ 4 kim hơn như nè. Không có gì hết. Cái này bán được 1 kim này. Cái này cho được 1 kim rưỡi đây. Ngày kim rưỡi là thu được khoảng 4 kim rưỡi. Lộ 3 kim nè mày. Lộ 3 kim. Hơn là ra cho chuyện 40 nè. Nhu tình 40 này mày ra có tiền nè mày. Hôm nay ra 40 có tiền nè mày. Không có gì luôn. Bói đàn. Còn rắc rắc không. Rồi cảm ơn em đã theo dõi video và đừng quên đó là cho khám ra cho sự ủng hộ cho em ơi. À thu cái cá nhân này được khoảng 200 xu nè, lỗ khoảng 3 kim rưỡi đúng không, lỗ khoảng 3 kim rưỡi nữa mà. Rồi về nhà thôi em ơi, chán quá chán quá. À, nhỏ vãi giờ điểm thừa biết tay đâu, nhỏ vãi nồi. Rồi, kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ và đừng quên đó là nhấn khám like cho xem hộ cho anh em ơi. Là anh em mình mùa 1/6 năm, ủa mùa trước ăn lỗ, mùa này ăn lỗ nè mà không lời được anh em ạ. Số mình nhỏ quá. Không lời được anh em ơi. anh giùm anh em anh thì mới ra một lời đừng tí, anh cho mình bản thân mình toàn lỗ thôi anh em ơi. Không thấy lời được gì luôn. Toàn lỗ, từ lỗ đến lỗ. Từ lỗ đến lỗ. Rồi, nó khai coi thử.